Tỷ khưu kim tài. Chính tôi được nghe, một thời Đức Phật ở nước Xá Vệ, vườn cây của ông Cấp Cô Độc và Thái tử Kỳ Đà, cùng các vị tôn đệ tử 1250 người ở đó. Trong thành này có ông đại trưởng giả, bà phu nhân của ông sinh được một cậu con trai hình dáng tốt đẹp, trên đời hiếm có, đặt tên là Kim Tài. Nhưng lạ thay, từ lúc cậu lọt lòng ra, đã thấy hai tay nắm chặt, tròn như quả thủ. Bà mẹ mở tay cậu xem, thấy một tay nắm một đồng tiền vàng, bà liền nhặt lấy cất đi. Khi lấy xong lại thấy cậu nắm như cũ, bà mở xem lại thấy hai đồng tiền vàng, lại nhặt cất đi. Cứ thế, lấy hai đồng này lại có hai đồng khác ở tay cậu. Bà mẹ lượm mãi, đến nỗi đầy một kho tiền vàng mà tay cậu vẫn có không hết. Nhà ông trưởng giả đã giàu, sinh cậu ra lại giàu thêm. Thật là một việc kỳ lạ nhất thời đó. Sau khi lớn tuổi, cậu rất thông minh, nghe thấy Phật xuất thế độ sinh, nhiều người theo ngài tu đạo đều được đắc quả giải thoát. Cậu vui mừng và để ý xuất gia theo Phật, nên không lập gia đình. Một hôm, cậu lên thưa với cha mẹ rằng: Kính thưa cha mẹ, ở đời tuy giàu có sung sướng, gia đình hạnh phúc, nhưng chỉ tạm thời, không bao lâu đã thấy cảnh già chết đưa lại, nước mắt khóc lẫn nhau. Kẻ tham tình ái ở thế gian khác chi đứa trẻ con tham mật trên lưỡi dao, đầu tiên liếm thấy ngon ngọt, nhưng đứt lưỡi lúc nào không biết. Con nghĩ chỉ có xuất gia tu đạo tìm đường giải thoát là an vui hơn, vậy cúi xin cho con theo Phật xuất gia tu hành. Ừ, con nói có lý, việc đó cha mẹ không cấm đoán, cho con được tùy ý muốn, cha mẹ rất vui lòng. Sau khi được sự đồng ý của ông bà, Kim Tài tìm đến chốn Phật, thấy Phật đoan nghiêm tướng hảo, sinh lòng tin kính vui mừng, sụp lễ trước Phật bạch rằng: Kính lạy Đức Thế Tôn, không biết phúc duyên gì, sinh thời gặp Phật. Con tới đây cầu xin Ngài từ bi tế độ, cho con nương dưới bóng Ngài, được tu hành, được tìm đường giải thoát. Đức Phật nhìn thấy Kim Tài có đủ duyên lành, quả bồ đề sắp được phát sinh, nên Ngài nhận cho nhập đạo, rồi nói: Kim Tài, người có túc duyên, nên nay được gặp ta. Muốn theo giáo pháp của ta, cần phải chăm chỉ tu học, mới chống được khai ngộ. Dạ, kính lạy Đức Thế Tôn, con xin thọ giáo. Đức Phật sai ông thiện túc đệ tử cạo đầu may áo và làm lễ truyền giới sa di. Từ đó, Kim Tài được theo hầu Phật tu hành. Trải qua thời gian lâu năm, Kim Tài đã 20 tuổi. Đức Phật và các vị đại đức đăng đàn truyền giới cụ túc. Trước khi truyền giới, Kim Tài phải đi đảnh lễ các vị hòa thượng A Xà Lê, mỗi khi lễ xuống đất hai tay rơi ra hai đồng tiền vàng. Cứ thế, lễ vị nào cũng nảy ra hai đồng tiền vàng, tùy theo lễ nhiều thì rơi nhiều, lễ ít thì rơi ít. Sau khi được nhận lãnh giới cụ túc, Kim Tài chăm chỉ tu hành, không bao lâu đã chứng quả A-la-hán. Thấy việc lạ, nên tôi, A-nan, quỳ xuống bạch Phật rằng: Lạy Đức Thế Tôn, không hay tỳ khưu Kim Tài trước đây tạo phúc gì, lúc mới sinh ra đã có tiền vàng nắm trong tay. Kính xin Ngài chỉ giáo cho chúng con được rõ. A-nan, ông muốn biết nguyên do, hãy bình tĩnh để ta kể chuyện cho ông và để chúng hay. Dạ, chúng con xin lắng nghe. Rồi Phật kể: Đời quá khứ cách đây 91 kiếp, có Đức Phật ra đời hiệu là Tỳ Bà Thi. Phật lấy pháp giáo hóa thế gian, độ thoát chúng sanh nhiều không tính xuể. Lúc ấy Phật và tăng chúng du hành trong nước, các nhà hầu phú trưởng giả nhân dân sửa soạn cổ bàn, các món ăn, dùng thuốc thang, chăn áo, đệm gối, mùng màn, đem dân cúng cầu phước. Thuở ấy có một người nhà nghèo, hàng ngày phải ra đồng hoang kiếm củi để độ nhật. Vừa lúc anh bán củi được hai đồng tiền. Thấy nhà vua thỉnh Phật và tăng vào cung cúng dường, anh tự hận mình thuở tiền sinh không biết cúng dường cầu phước, nay bị nghèo khổ. Nhà vua phước đức lớn lao mà còn ham phước như vậy, huống ta là kẻ bần tiện lại không biết cúng dường hay sao? Nghĩ xong, dốc lòng lễ kính dưới chân Phật, dâng hai đồng tiền lên cúng Đức Phật. Thương anh, Ngài nhận rồi làm phép chú nguyện cho.
Người nghèo thuở đó do phát tâm cúng 2 đồng tiền, cho nên từ đó tới nay đã trải qua 91 kiếp, sinh vào thế giới nào cũng được hưởng giàu sang và có 2 đồng tiền vàng nằm trong tay. Người nghèo nay chính là tỷ khưu Kim Tài. Dĩ nay chưa được đạo quả thì đời vị lai còn được rất nhiều phước báo. A Nan, tất cả chúng sanh nên lấy sự cúng dường bố thí làm sự nghiệp, kẻo kiếp sống dễ qua khó lại mà không có chút duyên lành gì làm tư lương cho hậu thế. Khi bấy giờ tôi, A Nan và tất cả mọi người trong đại hội nghe Phật nói xong, ai cũng tinh kính và phát tâm cúng dường bố thí. Rồi đó, có người được quả Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm cho đến quả A La Hán. Cũng có người phát ý vô thượng cầu đạo chánh chân, lại cũng có người trụ ngôi bất thoái. Mọi người được tôn kính tuân theo phụng hành, cúi đầu lễ tạ đuôi ra.